Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Có khi nào bạn đi làm với chiếc ví chỉ còn vài chục ngàn đồng? Tôi đã từng chỉ có hơn 30.000 đồng trong ví trong nhiều ngày liền. Nhưng không phải vì tôi hết tiền, mà vì tôi không cần sử dụng đến tiền mặt. Mọi giao dịch của tôi đều bằng hình thức thanh toán online, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ. Gần nhà tôi, ngoài những cửa hàng như Winmart, Okono, Circle K cho thanh toán quẹt thẻ, thì hàng rau ngoài chợ, quán phở, quán bán đồ ăn sẵn còn in sẵn mã QR code để khách hàng thuận tiện thanh toán online. Kể từ khi dịch Covid xảy ra, thói quen tiêu dùng không tiền mặt đã dần trở thành thói quen với nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Với ưu điểm không tiếp xúc, gọn nhẹ, thanh toán nhiều ưu đãi hơn so với tiền mặt, thì đó là lý do nhiều người thậm chí không cần dùng tiền mặt trong nhiều ngày. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Thanh toán online thuận tiện, nhiều ưu đãi lại khiến cho người ta dễ dàng ra quyết định chi tiêu mua sắm mà không cảm thấy tiếc tiền như khi dùng tiền mặt. Đặc biệt, ngày nay còn có các loại tài khoản, thẻ ngân hàng dành cho tiêu dùng như thẻ debit card là thẻ ghi nợ, credit card là thẻ tín dụng và prepaid card là thẻ trả trước. Vì vậy, chi tiêu không tiền mặt là con dao hai lưỡi với người tiêu dùng. Tuy nhiên, gần đây, khi một hiện tượng xảy ra, mà hiện tượng này xuất hiện ở rất nhiều quốc gia, được nói tới trong các bản tin thời sự cho đến những trang thông tin, thì việc chi tiêu không tiền mặt đã lộ rõ yếu điểm. Đó chính là hiện tượng lạm phát. VTV 24 giờ gần đây đã đưa tin, tại Anh, lạm phát tăng khiến nhiều người dân quay trở lại dùng tiền mặt nhiều hơn. Trong tháng 7 vừa qua, Anh đã lần đầu tiên ghi nhận lượng tiền mặt rút cao kỷ lục, đạt 3,32 tỷ bảng trên một tháng. Nguyên nhân bởi họ lo sợ vung tay quá chán khi sử dụng thẻ. Việc rút tiền mặt khiến họ có thể kiểm soát tốt hơn từng đồng chi tiêu. Một người phụ nữ lớn tuổi đã nói rằng, "Tôi thấy khi dùng thẻ thường tiêu nhiều hơn mức mình nên tiêu, nên tôi thích sử dụng tiền mặt hơn." Khi chi tiêu không tiền mặt, chúng ta không cầm nắm và hình dung được lượng tiền mình còn lại là bao nhiêu. Chúng ta dường như không có cảm giác tiền ít đi. Điều này càng tệ hơn nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ, vì lúc này bạn sẽ có tâm lý đây không phải tiền của mình. Về lâu dài, thói quen chi tiêu này dễ khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần. Đây là lý do mà nhiều người dân ở các nước phát triển dịch vụ tài chính như Mỹ hay Singapore rơi vào cảnh nợ nần nhiều hơn. Vậy chúng ta nên làm gì? Rõ ràng, mỗi hình thức thanh toán đều có ưu nhược điểm. Chúng sẽ bộc lộ yếu điểm khi chúng ta quản lý chi tiêu không tốt. Nếu như có thể quản lý chi tiêu tốt, thì chúng ta có thể tận dụng ưu điểm của mỗi loại để tối ưu hiệu quả trong tiêu dùng. Như trên đã phân tích, chi tiêu bằng thẻ, ưu điểm là nhanh gọn và được hưởng nhiều ưu đãi như mã giảm giá hay hoàn tiền, nhưng nhược điểm là khiến chúng ta khó cảm nhận sự vơi đi của tiền. Ngược lại, tiêu tiền mặt giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về lượng tiền mình có, kiểm soát chi tiêu tốt hơn, nhưng lại hạn chế các ưu đãi nhiều hơn so với thanh toán online. Vậy theo tôi, dù là hình thức thanh toán nào cũng đều cần chúng ta làm thật tốt điều này, đó là theo dõi và quản lý chi tiêu có kế hoạch. Đầu tiên, hãy lập ngân sách cho những khoản chi tiêu. Hãy phân chia thu nhập theo các quỹ chi tiêu phục vụ cho cuộc sống của bạn như nhu cầu cần thiết, tiết kiệm đầu tư, học hành, mua sắm. Cá nhân tôi chia thu nhập theo 3 quỹ. Một là chi tiêu thiết yếu cho ăn ở, hai là tiết kiệm đầu tư, ba là chi tiêu cho nhu cầu muốn. Điều này giúp tôi không lẫn lộn các khoản chi tiêu cho các mục đích khác nhau, tránh tình trạng dùng tiền bất hợp lý cho một quỹ nào đó. Nếu bạn chưa biết cách quản lý cho các khoản ra sao thì có thể tham khảo cách mà tôi vẫn quản lý các khoản chi tiêu của mình hàng tháng. Đó là tôi tách các khoản ngân sách vào các tài khoản riêng biệt. Tiền tiết kiệm đầu tư tôi chuyển vào tài khoản tiết kiệm tích lũy online của ngân hàng và tài khoản chứng khoán, và khoản này tôi thường sẽ thực hiện chuyển đầu tiên.
Tiền chi tiêu thiết yếu và chi tiêu mong muốn, tôi sẽ để cho hai tài khoản khác nhau. Chi tiêu cho mục đích nào, tôi sẽ sử dụng tài khoản đó. Thứ hai là theo dõi và kiểm soát chi tiêu. Nếu như chi tiêu bằng thẻ khiến cho chúng ta khó cảm nhận lượng tiền thực có, thì hãy khắc phục bằng cách theo dõi tài khoản của mình thường xuyên hơn. Bạn có thể xem định kỳ vào cuối mỗi ngày, mỗi 3 ngày hoặc cuối mỗi tuần, tùy vào tần suất chi tiêu của bạn. Với việc chi ngân sách theo các quỹ như trên cũng đã khiến bạn có thể kiểm soát tốt tới 80% từng nguồn cho các mục đích khác nhau, nên bước này sẽ không quá khó khăn. Cuối cùng, hãy vận dụng linh hoạt các hình thức thanh toán để có lợi nhất cho mình. Nếu như thanh toán online có nhiều ưu đãi, vậy thì tại sao chúng ta phải hạn chế sử dụng khi đã làm tốt hai điều trên? Với tiền mặt, bạn có thể rút một lượng tiền phù hợp với các khoản chi tiêu thường xuyên không tiện thanh toán online như là đổ xăng, mua đồ tại các hàng quán ven đường. Tôi tin rằng, với việc quản lý tốt thu chi thì thanh toán bằng hình thức nào không còn là vấn đề, mà ngược lại, chúng ta có thể chủ động tận dụng tốt những ưu điểm của từng hình thức thanh toán để tối ưu lợi ích cho mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN để những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.